Xin chào người nhá, hôm nay mình tiếp tục gửi con Sakura 188 này đi cho bác Đoàn Minh Ngà. Bác ở Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương. Đấy, máy thì bác lấy kèm phay dãy cỏ lên luống. Thì về bác chỉ làm màu thôi, nên là sử dụng phụ kiện chính. Bây giờ mình sẽ test máy này. Và bác ấy thì dùng máy ok rồi, nên là mình sẽ để chỉ test nhanh rồi gửi cho bác ấy nhé. Đó, bác Ngà này thì là bên tức là anh ấy là bên farm, bên trang trại của Đoàn Gia. Tức là anh ấy nick Zalo của anh ở Đoàn Gia, trang trại Đoàn Gia. Đó, cái này thì làm các trang trại, các việc nó nhiều ấy, thì rất là ok. Con này là gia đình thì nó nhiều khi nó hơi phí sức của nó. Đó. Thì em giới thiệu qua một chút về cái máy nhé. Máy này thì động cơ của nó là 10.5 này. Có đề này. Đó, 10.5 này. Có bộ đề này. Và có phay cầu sau này, có chuyển hướng này, hai cái tay này là hai tay chuyển hướng nhá. Còn cái này là côn tổng để đi này. Còn cái này là tầng số chậm được sử dụng khi phải về số 0 nhá. Và cái khi mình đi số lùi là phải đóng tầng số chậm, gạt tầng số chậm lại, đẩy lên như này là đóng này. Đấy, tầng số chậm là để lên luống hoặc là đi lên luống đấy, để làm việc ấy đấy. Còn đây là cái tay số lùi này, tay số lùi này phải về số 0 này, gạt cái cần số chậm lại này, về số 0, bóp tay số lùi này vào và bóp côn là nó lùi. Đó, và lưu ý là đi số chậm, đi ga nhỏ thôi, ga to là không ga to được. Và cái về cái động cơ dầu nhé, về cái động cơ này thì mình sẽ cho thêm dầu nhớt đây. Đó, và cái phụ kiện của nó mình bọc trong cái bao này để lên luôn và gửi đi cho anh ấy luôn. Đó, và cái dầu nhớt thì làm tầm 40-50 tiếng thay giúp em này nhé, nó khoảng tầm 1.3-1.4 lít dầu nhớt. Đó. Còn dầu hộp số thì anh cứ làm khoảng tầm 100 tiếng này anh ấy thay, 100 tiếng đến 150 tiếng thì thay nhé. Đó. Còn cái nguyên tắc hoạt động của thằng hộp số cầu trước này, đây là cái cần số của cầu trước nhá. Anh đẩy hết trước số chậm này, nấc nữa kéo về là ở giữa là số 0 này. Đấy, về số 0 để đi tầng số chậm mới lại về số lùi đấy. Đó. Rồi gạt tiếp lực nữa là số 2. Cái này cũng thế, cái này thì nó không có số 0. Ở giữa là số 0 này, đẩy trước là số chậm này, kéo hết sau là số nhanh này. Đó, đấy, thế cầu sau là cũng thế đâu. Okay, các bước khởi động này, riêng máy dầu này là phải ga lên này. Đó, ga lên và một tay giữ áp, một tay đề. Giờ mình sẽ thực hiện thao tác luôn nhé. Thao tác luôn, test nhanh rồi gửi đi cho anh ấy luôn đây. Xe đang đợi đây. Cái này thì phải có cầu lên. Rồi, khởi động này. Phải ga lên này. Ga lên này. Đó, phải tay dí áp để xuống này. Ga này dí xuống nhá. Dí xuống là một tay đề này. Cái đề này nhá, không làm nữa, phải gạt công tắc quay trở lại nhá. Không mình cứ để như này là nó mất, nó tốn điện, nó phao lên, nó đề được đâu. Còn cái máy này, cái bình này nó tự động nạp, nó có IC nạp đi chưa. Rồi, đây này. À, và một cái nữa này. Tí mình sẽ đổ thêm một chút dầu vào cái lọc gió này nhá. Nó rất là quan trọng, nếu làm màu thì nó hay bụi. Bụi thì khi nó hút bụi vào đây ấy, thì nó nếu mà không đổ nhớt ở đây ấy, thì nó sẽ bị hút thẳng vào máy. Tức là nếu hút thẳng thì nó thế nó không đúng, bởi vì trong này nó có hai cái lọc, một cái lọc thô và cái lọc tinh. Thì nó sẽ qua hai cái đấy, nhưng mà nếu mọi người làm rất là quá trong quá trình lâu dài ấy, thì nó sẽ bị đầy, bị kín cái lọc đó. Nó sẽ gây điện bị đổ máy. Hoặc là bụi nó sẽ bị tụt vào trong máy. Nên là mọi người đổ cho mình một chút dầu nhớt vào đây. Dưới đáy này, cái cốc lọc này. Rồi đổ cho mình một chút của đó để khi bụi nó hút vào nó thổi xuống đáy này thì nó sẽ xuống đáy này thì nó sẽ đọng lại ở dưới này. Rồi ok, khởi động nhá.
con này thì nó giảm ga là sẽ tắt máy nhá. Không nhiều người lại không các bác hỏi đề lên được rồi nổ rồi không tắt được máy. Rồi khởi động lại này. Đầu tiên là ga lên nhá. Ga lên và đóng áp, một tay dí áp được xuống này, một tay đề này. Và khi không làm nữa thì mọi người quay ngược chìa khóa lại nhá, không là nó hết điện đấy. Đấy, bật chìa khóa lên này. Và dí áp được xuống này. Giữ luôn cái áp này nhá. Mọi người đề thấy nó tua vòng tua nó hoặc là đạt đạt cái là mình cứ tua thêm nửa vòng nữa là nổ rồi. Đây.